Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Lê Thị Mỹ Châu, tố cáo một công ty bảo vệ đã lợi dụng tín nhiệm, cấu kết với các đối tượng xã hội đen chiếm đoạt nhà và tài sản của bà Châu. Nhận được thông tin, phóng viên VTC đã trực tiếp gặp bà Châu để tìm hiểu nguyên nhân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo hình ảnh do bà Lê Thị Mỹ Châu cung cấp, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, trong lúc bà Châu vắng nhà, các đối tượng xã hội đen ngang nhiên dùng xe tải di rời toàn bộ tài sản trong căn nhà của bà trị giá hơn 40 tỷ đồng đi nơi khác, trước sự chứng kiến của lực lượng công an phường 14. Trước đó hơn 3 tuần, các đối tượng này gồm nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ bảo an cùng cấu kết với xã hội đen đuổi bà Châu ra khỏi nhà nhằm cưỡng đoạt tài sản cũng như căn nhà của bà Châu. Theo đó, do có nhu cầu, bà Lê Thị Mỹ Châu đã ký hợp đồng có thời hạn 3 tháng từ ngày 2 tháng 8 năm 2019 đến ngày 2 tháng 11 năm 2019 với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp bảo an có trụ sở tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để giữ tài sản cùng căn nhà tại địa chỉ 338 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc hợp đồng chưa hết hạn, công ty bảo an cấu kết với các đối tượng xã hội đen đưa ra những yêu sách nhằm chiếm đoạt căn nhà. Quá bức xúc, bà Châu đã gửi đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương các cấp. Hiện tại, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác, điều tra, làm rõ vụ việc.